Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tech Cafe. Vậy là chỉ còn ít tiếng nữa thôi, sự kiện đêm giao thừa của anh em công nghệ, hay còn nói cho anh em dễ hiểu hơn, đó là sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple thì sẽ chính thức diễn ra. Và cho tới đến hiện tại thì chúng ta cũng đã nắm được rất nhiều thông tin, cũng như là những cái thông tin rò rỉ về những sản phẩm sẽ ra mắt vào tối ngày hôm nay. Bây giờ thì hãy cùng bọn mình tổng hợp lại xem là tối nay Apple sẽ ra mắt những gì nhé. Và sản phẩm được rò rỉ khá là nhiều thông tin vào chiều ngày hôm nay đó là thiết bị đeo của Apple, cụ thể là hai sản phẩm, đó là Apple Watch Series 6 cũng như là Apple Watch SE. Mà mình tin rằng Apple Watch SE sẽ là nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn khi mà mức giá của nó thì khá là dễ chịu. Cụ thể thì chiều hôm nay, leaker nổi tiếng Evan Ladd vừa mới chia sẻ trên Twitter các thông tin thú vị về hai chiếc Apple Watch, đó là Apple Watch Series 6 và Apple Watch SE. Evan Ladd tiết lộ rằng đối với Apple Watch Series 6, chúng ta sẽ sử dụng con chip Apple S4 có hai kích thước màn hình và cả hai thì đều hỗ trợ Bluetooth và LTE. Ngoài ra những chuẩn cảm biến như là đo nhiệt độ, oxy trong máu ECG hay là Ovion Display hay là đo giấc ngủ thì đều sẽ xuất hiện trên chiếc Apple Watch Series 6 này. Còn đối với Apple Watch SE thì chúng ta không có quá nhiều thông tin rò rỉ cho lắm. Everlast thì chỉ cho chúng ta biết rằng máy sẽ có vỏ nhựa, hai kích thước màn hình, chúng ta không có Ovion Display, không có ECG để đo oxy trong máu, và giá bán thì chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn Apple Watch Series 6. Sản phẩm tiếp theo mà được đồn đại sẽ được ra mắt vào cùng với Apple Watch và tối hôm nay đó là iPad. Chúng ta sẽ có tới hai mẫu iPad khác nhau, đó là iPad Air 4, một chiếc máy mà đã lâu lắm rồi Apple mới cho ra thế hệ tiếp theo, và iPad 2018 với rất nhiều cải tiến cũng như là mức giá sẽ dễ chịu. Cũng trong một bài đăng trên Twitter vào chiều ngày hôm nay, Everlast một lần nữa xác nhận rằng táo khuyết sẽ cho ra mắt iPad Air 4 và iPad 2020 trong sự kiện. Trong đó, thế hệ iPad Air tiếp theo sẽ được sử dụng chipset Apple A14X. Theo đó, Apple iPad Air thì sẽ sử dụng chipset Apple A14, đây là một trong những con chip mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại, và cổng USB Type-C. Còn iPad thế hệ thứ 8 thì sẽ được trang bị Apple iPad A12X và cổng kết nối là Lightning. Theo các tin đồn thì iPad Air 4 được đồn đại là sẽ có màn hình 10.8 inch, hỗ trợ Magic Keyboard với bàn di chuột và Touch ID được nhúng vào nút nguồn ở bên cạnh bên. Hôm thứ 2 thì một trang khác, đó là 9to5Mac, đã trích dẫn một nguồn đăng đáng tin cậy cho biết rằng Apple iPad Air thế hệ mới sẽ có camera đơn và vía mặt sau. Đối với lại Apple iPad 2020 thì cho đến hiện tại không có quá nhiều thông tin rò rỉ cũng như là hình ảnh xuất hiện về chiếc iPad này. Chúng ta chỉ biết được một vài thông tin cơ bản, đó là màn hình thì vẫn giữ nguyên như là những thế hệ Apple iPad trước, và con chip thì như mình đã nói ở trên là A12X, cũng như là chúng ta sẽ vẫn là cổng kết nối Lightning chứ không được cổng kết nối Type-C. Tiếp theo chúng ta sẽ có một phụ kiện mới, đó là Apple AirTag. Thật ra cái phụ kiện này đã được đồn đoán là sẽ ra mắt trong sự kiện vào đầu năm ngoái rồi, nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì không biết một lý do nào đó, có lẽ là do thử nghiệm chưa được hoàn thiện lắm nên là Apple đã dời qua và để năm nay ra mắt. Mới đây, leaker John Rosser vừa bất ngờ chia sẻ những hình ảnh về phụ kiện có tên gọi là Apple AirTag. Qua đó chúng ta thấy được về thiết kế cũng như là vẻ bên ngoài của sản phẩm này. Rosser cho biết AirTag chỉ lớn hơn một tí so với nắp chai. Sản phẩm này thì có logo Apple ở phía sau cùng với dòng chữ Ultra Wideband và một số ký hiệu khác. Ở mặt trước thì AirTag trông khá đơn giản và không hấp dẫn. Đây là thật ra một điều tốt với một thiết bị theo dõi. Như vậy thì thường sẽ không gây sự chú ý cho người khác mà làm người ta tò mò đụng lên. Ngoài ra, hình ảnh rò rỉ còn cho thấy thiết kế của AirTag thì không có bất kỳ lỗ hoặc ngàm nào để chúng ta có thể gắn trực tiếp vào đồ vật người dùng. Thêm vào đó, Apple sẽ dùng một chiếc móc khóa riêng biệt để người dùng có thể gắn phụ kiện này vào ví tiền hay là chìa khóa nha. Rosser cũng lưu ý rằng các nhà phụ kiện bên thứ ba cũng sẽ thiết kế được móc khóa cho Apple AirTag. Tuy nhiên, giá của sản phẩm này vẫn chưa được tiết lộ. Theo cái báo cáo trước đây thì AirTag sẽ sử dụng chuẩn Ultra Wideband để định vị chính xác ngay cả khi trong nhà. Người ta có thể sử dụng ứng dụng Find My của Apple để theo dõi cái mục gắn thẻ của AirTag. Apple đã tích hợp chip U1 Ultra Wideband vào bên trong dòng sản phẩm iPhone 11 của mình, và Rosser lưu ý rằng công ty sẽ có kế hoạch đưa con chip này vào những sản phẩm khác trong tương lai. Cuối cùng là một sản phẩm mà rất là mơ hồ. Thật ra cho tới hiện tại, nhiều tin đồn cho nó nói rằng tối nay Apple sẽ không cho ra mắt thế hệ iPhone mới, hay còn gọi là iPhone 12 của mình. Nhưng mà mình cũng sẽ tổng hợp lại những thông tin về cái máy này, biết đâu được là tối nay Apple chơi một cú bất ngờ cho người dùng thì sao. Như mình đã nói, nhiều khả năng Apple sẽ không cho ra mắt iPhone 12 vào sự kiện Timeline vào đêm nay. Chúng ta cũng có thể tổng hợp lại một vài thông tin rò rỉ cũng như là chúng ta cũng có thể tổng hợp lại một vài thông tin rò rỉ về sản phẩm này. Về mặt thiết kế thì năm nay iPhone 12 sẽ có một kiểu thiết kế khá là đặc biệt. Hầu hết các trang công nghệ, các chuyên gia hay là những leaker nổi tiếng đều thống nhất một quan điểm,
Apple iPhone 12 sẽ có thiết kế cạnh phẳng và lấy cảm hứng từ iPhone 4, iPhone 5 hay là thế hệ iPhone SE đầu tiên. Đây cũng là điều mà nhiều tín đồ nhà táo đều thích thú, bởi vì thiết kế này được cho là trông mạnh mẽ hơn và cứng cáp hơn. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng nếu cái cạnh phẳng và màn hình lớn thì cầm bên tay sẽ rất là cứng. Với cùng một kiểu thiết kế nhưng mà chúng ta sẽ có tới 4 phiên bản iPhone 12 và với kích thước cũng như là camera khác nhau. Mặt trước của biến thể này đều là cụm camera tai thỏ quá quen thuộc trên iPhone 11. Cụ thể, model đầu tiên là iPhone 12 sẽ có màn hình 5,4 inch. Model này được cho là sẽ có giá trả phải chăng nhất cùng với camera kép ở mặt lưng. Model tiếp theo sẽ là iPhone 12 Max, màn hình 6,1 inch cùng với đó là camera kép ở mặt sau. Model thứ 3 sẽ là iPhone 12 Pro với màn hình 6,1 inch nhưng mặt sau chúng ta sẽ có tới 3 camera sau và cũng như cảm biến máy quét LiDAR. Phiên bản cuối cùng là iPhone 12 Pro Max. Máy có màn hình rộng tới 6,7 inch và cũng đi kèm bộ camera tương tự như là iPhone 12 Pro. Ở mặt trước thì các mẫu iPhone thì vẫn đi kèm với màn hình tràn cạnh và chúng ta sẽ có tai thỏ để chứa cảm biến quét khuôn mặt. Về mặt cấu hình thì iPhone 12 sẽ được trang bị cấu hình gần như là tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có con chip Apple A14 với từng mức RAM khác nhau. Đối với iPhone 12 sẽ là 4GB RAM, iPhone 12 Max cũng là 4GB RAM, iPhone 12 Pro và 12 Pro Max sẽ là 6GB RAM. Đây là mức RAM khá là ấn tượng đối với những máy của iPhone. Còn về thời lượng pin, iPhone 12 sẽ là máy có dung lượng pin thấp nhất, chỉ là 2227 mAh. iPhone 12 Max thì sẽ có viên pin lớn hơn, đó là 2778 mAh. iPhone 12 Pro thì có viên pin tương tự như iPhone 12 Max. iPhone 12 Pro thì sẽ có viên pin tương tự iPhone 12 Max, đó là 2778 mAh. Và cuối cùng, iPhone Pro Max thì sẽ có viên pin cực kỳ khủng lên tới 3687 mAh. Cả 4 chiếc iPhone thì đều sẽ hỗ trợ sạc nhanh thông qua cổng Lightning và sạc không dây. Tuy nhiên thì tốc độ sạc thì nhiều người vẫn chưa rõ, nhiều khả năng sẽ vẫn là 18W. Về mức giá bán thì theo các báo cáo trước đây, giá bán của iPhone 12 sẽ bắt đầu từ 649 USD, tức là vào khoảng 14,9 triệu đồng. Và mức giá cao nhất dành cho 12 Pro Max sẽ là 1399 USD, khoảng 32 triệu đồng. Về mức giá này thì nhìn chung so với năm ngoái thì iPhone 12 Pro Max không có quá nhiều thay đổi về mức giá. Cần lưu ý rằng tất cả những thông tin mà mình vừa kể ra ở trên đều là những thông tin rò rỉ từ các leaker. Liệu rằng Apple có thay đổi những thông tin trên hay không thì chúng ta sẽ biết được vào ít nhất là 0 giờ tối vào ngày hôm nay. Còn nếu Apple không ra sản phẩm mới thì biết đâu được và một sự kiện nào đó vào tháng 10. Ok, và vừa rồi mình đã tổng hợp lại hết những sản phẩm sẽ được ra mắt vào tối ngày hôm nay trong sự kiện Apple Timeline. Ở liệu bằng bọn mình có bỏ sót một chi tiết nào không, hay là các bạn có dự đoán là Apple sẽ cho ra mắt iPhone 12 vào tối hôm nay hay là một sự kiện nào đó vào tháng 10, thì hãy comment chúng ta cùng thảo luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì hãy cùng mình về nhà tắm rửa và ăn cơm. Hẹn các bạn ở trên trang web Tech Cafe vào lúc 12 giờ đêm tối hôm nay để mà bọn mình sẽ tổng hợp lại đầy đủ thông tin về những sản phẩm Apple sẽ ra mắt tối hôm nay nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.